sống cùng đam mê bóng đá qua những mẫu áo cực chất từ UC. Đặt hàng ngay tại ucstore.vn hoặc số điện thoại 089 867 3303. Xin chào các em đồng bóng thân thương đang theo dõi Cảm Show. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về câu chuyện về một gia đình tại Thái Lan cực kỳ bóng đá. Đó là gia đình quý tộc Srinivasaprabha, nơi mà họ đang sở hữu câu lạc bộ Lancer City cũng như tập đoàn cực kỳ khổng lồ King Power. Trong vòng từ năm 2016 cho đến nay là 2021, chỉ có 5 năm thôi mà bầy cáo đã vinh về hai chiếc cúp phải nói là danh giá và lâu đời nhất tại nước Anh, đó là Premier League và FA Cup. Và đó đều là những cái chiến thắng vô cùng thuyết phục và động lại trong lòng người hâm mộ rất nhiều những cái dấu ấn sâu sắc. Và cái chiếc vô địch của Ranieri nó có một cái cách đặc biệt riêng, và chiếc vô địch lần này của Brendan Rodgers nó cũng có một cái nét chạm phá riêng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về cái tình yêu to lớn của cái gia đình Thái Lan yêu bóng đá này, nơi mà cố chủ tịch Vijay từng đã từng dốc hết mình vì đội bóng nước Anh này, và sau đó con trai của ông Ayawat cũng tiếp tục thành công. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về gia đình của gia tộc Srinivasaprabha, một trong những gia tộc giàu có và danh tiếng nhất tại Thái Lan. Vijay Srinivasaprabha sinh năm 1957 trong một gia đình Thái Lan gốc Hoa. Nguồn gốc về họ của gia tộc Srinivasaprabha chính là do vua Bhumibol Adulyadej của Thái Lan ban cho, mang ý nghĩa ánh sáng của vinh quang và tiến bộ. Cố chủ tịch Vijay từng chia sẻ với báo giới Thái Lan vào năm 2012: "Được mang họ do hoàng gia ban tặng là một vinh dự lớn lao cho đại gia đình chúng tôi. Họ Srinivasaprabha truyền tải thông điệp tốt đẹp và mang tới sự thịnh vượng cho các thành viên trong gia đình. Họ Srinivasaprabha giúp nâng cao vị thế của tỷ phú sinh năm 57 tại quê nhà cũng như trên trường quốc tế. Đó cũng chính là lý do dù trở nên giàu có từ những năm đầu thế kỷ 21, nhưng phải gần một thập kỷ sau, cái tên Vijay Srinivasaprabha mới có mặt trong danh sách những doanh nhân nổi tiếng trên thế giới. Con đường thành công của cố chủ tịch Vijay không phải là con đường trải đầy hoa hồng như nhiều người tưởng. Người đàn ông này vươn lên từ vị trí quản lý để trở thành một ông chủ của ngành bán lẻ trên đất Thái Lan. Tập đoàn khổng lồ King Power được thành lập cách đây gần 2 thập kỷ. Năm 1989, đã dấu cửa hàng đầu tiên của cố chủ tịch Vijay được khai trương, đặt ngay tại trung tâm thương mại sầm uất Mahathun Plaza, ngay thủ đô Bangkok. Khi đó, Vijay chỉ là chủ một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ. MacGregor Marshall, một nhà báo nổi tiếng chuyên nghiên cứu về những vấn đề chính trị, xung đột sắc tộc ở Á Châu và Trung Đông cho hay: "Không ai biết tới Vijay cho đến khi ông ấy thành lập nên tập đoàn King Power. Ông ấy là một nhà quản lý tầm trung với số tiền lương hơn 1.000 đô la Mỹ mỗi tháng." Khởi nguồn cho sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn King Power đến từ việc Vijay mở những cửa hàng miễn thuế đầu tiên ở sân bay quốc tế Đoan Mường. Khi đó, doanh nghiệp này là công ty tư nhân đầu tiên được cấp phép bán hàng miễn thuế ở sân bay. Chính sự độc quyền về mặt địa bàn đã giúp sự nghiệp của Vijay lên như diều gặp gió. Nhờ Vijay là một người trung lập về tư tưởng chính trị, ông đã dung hòa những đảng phái ở xứ Chùa Vàng và tạo nên mối quan hệ thân thiết với hoàng gia Thái Lan. Đó cũng chính là điều quan trọng giúp công việc kinh doanh của ngài Vijay vô cùng phát triển. Năm 1989, Vijay chỉ có một cửa hàng nhỏ ở thủ đô Bangkok. Nhưng đến năm 2006, King Power thành công lớn khi giành quyền bán hàng miễn thuế tại sân bay Suvarnabhumi. Ở đây, họ có cơ hội tiếp cận hàng chục triệu khách du lịch. Lập tức, Vijay trở thành người kiểm soát hầu hết các gian hàng bán lẻ tại đây. Nhờ đó, doanh thu của tập đoàn tăng phi mã. Năm 2007, chủ tịch Vijay, khi đó còn mang họ Rex Priyakson, chỉ xếp thứ 21 trong danh sách những người giàu nhất Thái Lan của Forbes. Khi đó, ông sở hữu 200 triệu đô la. Nhưng chỉ sau gần một thập kỷ, người đàn ông này leo lên vị trí thứ tư với kho tài sản 3,2 tỷ đô la. Năm 2013, gia tộc Vijay chính thức được hoàng gia Thái Lan ban họ. Việc Vijay thường xuyên xuất hiện bên cạnh những người nổi tiếng và thành viên trong hoàng tộc của cả Thái Lan lẫn quốc tế đã khẳng định các mối quan hệ của ông khó ai bị kịp. Tháng 1 năm 2010, chủ tịch Vijay chỉ mất 30 phút để quyết định một cái gật đầu, qua đó trở thành chủ sở hữu câu lạc bộ Leicester City. Khi đó, Leicester còn đang ngụp lặn tại giải hạng nhất Anh. 39 triệu bảng tiền bỏ ra mua Leicester không đáng là bao so với khối tài sản của ông.
Thế nhưng thay vì đầu tư theo kiểu ăn xổi giống như cố thủ tướng Thái Lan Thaksin với Maxity trước đây, Vijay lại cùng với các cộng sự vạch ra chiến lược phát triển lâu dài để giúp bầy cáo trở thành một trong những thế lực tại nước Anh. Vijay đã đầu tư hơn 120 triệu bảng cho Leicester City, đồng thời thanh toán khoản nợ 103 triệu bảng trước đó bằng tiền túi của mình vào năm 2013. Đáp lại tấm chân tình của ông chủ tận tâm, Leicester City không cần đến nửa số tiền Vijay đã hứa để đăng quang ngôi vô địch Premier League ở mùa giải 2015-2016, hệt như một câu chuyện cổ tích. Vijay Srivastava là một người rất tin đạo Phật. Ông tin vào sức mạnh của Phật giáo và từng đưa các nhà sư Thái Lan sang cầu phúc cho đội tuyển. Các cầu thủ cũng nhận được cả bùa may mắn. Và dù bơm hàng chục triệu bảng để phát triển Leicester City, trả nợ và xây dựng cơ sở vật chất, Vijay vẫn biết cách chi tiêu khôn ngoan để đưa bài cáo đến với thành công ngoài mong đợi. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Somjot Buamrung nhận xét: thành công của Leicester tất cả là nhờ Vijay. Ông ấy quan tâm đến các cầu thủ giống như là cha với các con trong gia đình vậy. Họ rất gần gũi với nhau. Vijay luôn là niềm tự hào của người Thái. Dù là người nổi tiếng, thế nhưng Vijay rất hiếm khi xuất hiện trước bao giới và nhận trả lời phỏng vấn. Ông thường để con trai của mình, Ayawas Srinivasa, đóng vai trò là người phát ngôn của gia đình. Sau cú sốc lớn khi chủ tịch Vijay Srinivasa qua đời vì tai nạn trực thăng vào tháng 10 năm 2018, bóng tối của sự tan tóc gần như bao phủ lên sân vận động King Power. Thế nhưng, vượt qua nỗi đau mất cha, cậu con trai tài năng Ayawat đã đứng lên để kế tục đế chế bán hàng miễn thuế King Power, đảm nhận vị trí chủ tịch Leicester City như một lời hứa danh dự với người cha quá cố. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh gia vọng tộc tại Bangkok, đời sống riêng tư của các thành viên của gia đình Srinivasa rất ít khi được công bố trước truyền thông, và dĩ nhiên là Ayawat cũng vậy. Ayawat thường được gọi bằng cái tên thân mật là Khuntop. Anh tốt nghiệp ngôi trường danh tiếng San Gabriel, lấy bằng cử nhân đại học quốc tế Bangkok, được trao bằng tiến sĩ danh dự tại trường đại học The Montfort. Cũng giống như cha mình, Ayawat giữ mối quan hệ rất tốt và thân thiết với giới chính trị gia cũng như hoàng gia Thái Lan và các công tước xứ Cambridge, Sussex của nước Anh. Mặc dù còn trẻ nhưng Ayawat nhanh chóng chứng minh được năng lực bản thân trong vai trò quản lý chung mọi mảng kinh doanh của gia đình. Khởi nghiệp với vị trí là trợ thủ đắc lực cho chủ tịch Vijay, Ayawat trực tiếp điều hành toàn bộ công việc tại tập đoàn King Power cũng như hai câu lạc bộ bóng đá là Leicester City và OH Lovan tại Bỉ. Theo đánh giá của The Times, trong số 4 người con của tỷ phú Vijay, người con trai Úc Ayawat là người thấm nhuần triết lý kinh doanh của cố chủ tịch King Power nhất. Chính bản thân vị tỷ phú người Thái gốc Hoa cũng đã dọn sẵn đường cho cậu con trai Úc tài năng kế thừa vị trí của mình. Tập đoàn King Power gần như độc quyền thị trường bán lẻ hàng miễn thuế tại các phi trường, các trung tâm thương mại lớn nhất của Thái Lan. Tiếp quản đế chế có lịch sử hơn 3 thập kỷ, Ayawat đối mặt với những thách thức mới trong năm 2020 vì ảnh hưởng của Covid-19. Giấy phép kinh doanh độc quyền hàng miễn thuế sẽ hết hạn. Đồng thời, đế chế tỷ đô có khả năng phải vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các ông lớn khác trong ngành bán lẻ Thái Lan như Central Vatana, Miner International hay thậm chí là cả tập đoàn Lotte của Hàn Quốc. Tuy vậy, trong lần chia sẻ với truyền thông khi tưởng nhớ về cha mình, Ayawat phát biểu: tôi tự hào khi có một người cha đặc biệt như vậy. Tôi đã nhận từ ông một nhiệm vụ và di sản để tiếp nối. Dù thế nào, tôi nhất định cũng sẽ thực hiện điều đó. Cha tôi là một doanh nhân thành đạt và luôn cố gắng thách thức bản thân mình để hoàn thành điều đó. Trong quá khứ, ông ấy nói rằng muốn nhìn thấy Leicester City thành công, và giờ ông ấy cũng đã thấy được. Xét về năng lực chuyên môn, Ayawat Srinivasa thường xuyên được cha mình tin tưởng giao những nhiệm vụ quan trọng. Kể từ khi giữ chức phó chủ tịch Leicester City vào năm 2010, mọi hoạt động lớn nhỏ liên quan đến bóng này đều được Ayawat ký và phê duyệt. Tài năng quản lý của Ayawat từng giúp câu lạc bộ nhiều lần vượt ải hiểm nghèo. Đầu năm 2015, anh thuyết phục chủ tịch Vijay rút lại quyết định sa thải huấn luyện viên Nigel Pearson, đồng thời giúp đội bóng trụ hạng thành công. Sau đó, Ayawat trực tiếp phỏng vấn và đề nghị ký hợp đồng với Claudio Ranieri. Đây cũng là tiền đề tạo nên chức vô địch vô tiền khoáng hậu. Năm đầu tiên dưới quyền chủ tịch Ayawat, Leicester City cũng đã bổ nhiệm Brendan Rodgers ngồi vào chiếc ghế nóng. Và tiếp đó, Leicester City cũng rất thành công trên thị trường chuyển nhượng với những thương vụ mua bán, điển hình là Danny Ringwater, N'Golo Kanté và Riyad Mahrez. Mùa hè 2019, Leicester City
cũng bán Harry Maguire cho Manchester United với giá 85 triệu bảng, con số kỷ lục cho một hậu vệ trong lịch sử bóng đá Anh. Từ đó đến nay, Leicester City luôn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho một vị trí trong top 4 với sự dẫn dắt tài tình của Brendan Rodgers trên bàn ghế huấn luyện, một đội hình chất lượng và vô cùng đồng đều. Hơn hết, họ được quản lý bởi một vị tân chủ tịch tận tâm, kế thừa niềm tâm huyết của người cha quá cố. Nhiều ông chủ các câu lạc bộ tại Anh đôi lúc chỉ xem đội bóng là một khoản đầu tư sinh lời, khi cần có thể rút chân bất cứ lúc nào. Nhưng với gia đình Sriharapra thì khác. Ayawad luôn đảm bảo mình có mặt tại sân King Power mỗi khi Leicester City thi đấu. Sau gần 3 năm, ngày Vijay chia xa cuộc đời, Leicester City đã hoàn tất giấc mơ của người chủ tịch quá cố khi mang về thêm một danh hiệu nữa về phòng truyền thống, đó là chiếc cúp FA, chiếc cúp lâu đời nhất trên thế giới. Chủ tịch Vijay đã không còn xuất hiện trên khán đài, nở những nụ cười hiền hậu và xuống sân chia vui với các cầu thủ như đã từng. Nhưng ngài Vijay vẫn luôn sống mãi trong tim các cầu thủ, người hâm mộ Leicester City. Công trình mà Vijay Sriharapra đã đặt tâm huyết với một nền móng vững chắc này đã được người con trai Úc Ayawad hoàn thành và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục vươn mình hơn nữa trong tương lai.